Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nanny Official của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một món, đó là bánh bột lọc. Nguyên liệu của mình gồm có bột năng, tôm và các gia vị. Trong chén của mình gồm có hạt nêm nấm hương chai, một ít tiêu, bột ngọt và một ít đường. Tôm của mình sử dụng là tôm chì, lột bỏ vỏ, rửa sạch. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái chén gia vị vào để ướp, trộn đều. Sau đó mình sẽ cho thêm một muỗng ớt sa tế và thêm 2 muỗng nước mắm chiên su vào. Trộn đều tất cả, hỗn hợp lên. Mình để tầm 10 đến 15 phút cho gia vị nó thấm vào. Rồi sau đó mình sẽ đem đi xào. Trong thời gian chờ đợi thì mình đi bắt một nồi nước lên. Khi nào nó sôi thì mình sẽ đem đi để trộn bột. Các bạn trộn bột thì phải dùng nước sôi thiệt sôi thì bột mình nó mới hòa quyện lại được, còn không thì nó sẽ bị ốc trâu và ăn không có được. Giờ thì mình sẽ đi xào tôm. Mình sẽ dùng một cái chảo không dính, cho một chút xíu dầu vào, bỏ tôm vào xào khi nào mà tôm mình chín, rồi nêm nếm lại. Mình thấy hơi lạt nên mình cho thêm một chút xíu muối. Bạn xào tôm vừa chín tới thôi nha, rồi tắt bếp. Đừng xào quá, nó sẽ teo lại không có ngon. Nước của mình đã sôi ùn ụt rồi nè, bây giờ mình sẽ tắt bếp rồi ra nặn bột thôi. Các bạn lưu ý là nặn bột phải dùng nước sôi thiệt là sôi, còn bạn nào mà dùng nước ấm hay là nước nguội là hư bột hư đường hết nha các bạn. Là coi như bột năng mình đem đi dục, giống như mẹ mình dùng nước ấm rồi xong rồi toan luôn cục bột luôn. Mình đổ bột năng ra cái thao hay cái tô gì cũng được, nhưng mà các bạn nhớ là chưa lại 1/3 gói bột năng hoặc là nửa gói bột năng nha, để có gì mình còn cứu chữa lại được. Mình cho từ từ nước sôi vào thôi, cỡ 2-3 giá thôi nha, đừng có bỏ nhiều quá. Rồi mình dùng hai cái tay để trộn nha. Trộn đều khi nào cục bột mình nó thành khói. Nếu mà cục bột mình còn dính tay thì mình nhớ rắc thêm bột năng khô hồi nãy mình chừa lại rắc lên và nhồi nặn tiếp. Mình dùng hai tay để nhồi bột đến khi nào cục bột năng của mình nó không còn dính tay nữa thì các bạn đem đi nặn bánh nè. Mình sẽ lấy một cục bột nhỏ do thành một viên tròn, sau đó đè nó bẹp xuống, rồi mình sẽ cho con tôm chính giữa. Mình gấp đôi cái bánh lại rồi đè mỏng mỏng cái phần viền ra để khi mình luộc lên nó sẽ hấp dẫn hơn và bột nó sẽ bớt dày hơn. Trên cái thớt là bánh của mình nặn, còn đây là cái dĩa của ba mình nặn nè các bạn. Coi siêu hài chưa nè, lần đầu ba mình làm luôn đấy. Đây là cái thao bột năng mà mẹ mình lỡ bỏ nước ấm vô cái xong mà nó nhão nhẹt rồi đi nấu chè ỉ luôn đó các bạn. Thôi bỏ qua câu chuyện hài hước của gia đình mình, bây giờ mình sẽ đi luộc bánh. Mình bắt một nồi nước, cho một chút xíu dầu vô, đợi nước sôi thì mình sẽ thả bánh vô. Nấu khi nào mà bánh bột lọc của mình á, nó nổi trên bề mặt thì các bạn sẽ vớt ra rồi cho vào thao nước lạnh để cho cái bánh nó trong hơn. Sau đó mình nhớ là vớt ra liền nha, đừng để lâu quá bánh sẽ nhão nhẹt không có ngon. Mình sẽ vớt bánh ra cái dĩa nè, rồi rưới một ít dầu ăn lên, trộn đều để cái bánh đừng có dính vào nhau. Tiếp đến mình sẽ đi làm mỡ hành. Rửa hành thật là sạch, sau đó mình sẽ cắt ra, cho thêm một chút xíu muối bột ngọt vào. Lấy một cái chảo nhỏ cho một chút xíu dầu ăn vào nấu sôi. Khi nào dầu sôi thì mình sẽ đổ vào chén hành rồi quậy lên. Thế là mình đã có một chén mỡ hành ngon lành rồi. Còn đây là tô nước mắm hôm bữa mình ăn bánh mì hấp còn dư nên mình tận dụng lại luôn. Bây giờ mình sẽ rưới mỡ hành lên bánh bột lọc nè. Trời ơi, có hành vô cái nhìn cái màu nó đẹp ghê luôn. Giờ mình sẽ cho thêm nước mắm vào rồi thưởng thức thôi. Mình quay cái clip này á có 3-4 phút thôi, nhưng mà thời gian mình làm đến 3-4 tiếng rồi đó các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn một miếng bánh với mình nha. Bánh bột lọc bọc con tôm, dai giòn sực sực, ăn kèm với nước mắm tỏi ớt chua ngọt là bá cháy bột chét luôn. Mỡ hành thì béo béo nữa. Các bạn ơi, nếu có yêu thích video của mình thì hãy nhấn nút like, share, đăng ký kênh, nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra clip nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nè. Chúc các bạn làm thành công.